Khi ván bài lật ngửa rồi, họ sẽ đổ hết mọi tội trạng lên đầu của bạn. Là chỉ có một mình bạn ảo tưởng, chỉ có một mình bạn đa tình thôi. Và tại sao bạn có thể cáo buộc họ về những gì mà họ không thực sự nói? Thành ra là những cái bị hại như chúng ta lại bị những cái hại mình hoán đổi tội trạng, thành ra những người ra tay sát hại họ. Còn họ sẽ đóng vai nạn nhân không biết gì. Đây là một hành vi kinh điển của những chap boy, chap girl. Bản thân mình cũng vì vậy mà bị bạo hành lạnh một khoảng thời gian dài luôn. Chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Mình sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn, là trong đây có ai đã từng bị đùa giỡn tình cảm chưa? Mình thì rồi, nên mình rất rất là hiểu cái cảm giác đó. Đau khổ có nè, ấm ức có nè, thậm chí là thù hận cũng có nữa. Nên mình ở đây á với hy vọng là sẽ giúp mọi người sáng mắt ra. Ta không còn là kẻ bị động nữa, ta sẽ chủ động nhận diện được đâu là người thực sự thích mình, đâu là những kẻ chỉ biết đùa giỡn tình cảm với ta. Trap boy, trap girl thì không có tự mở ngoặc mà tự nhận mình như vậy hết á. Nên phải có cách nhận diện những người như vậy. Nhận diện trap boy, trap girl, let's get started. Khoan khoan, trước khi đi tiếp với video của mình á, thì sẽ là như mọi lần là không liên quan nhưng cũng rất là liên quan luôn. Đó là nếu mà các bạn cảm thấy thích video của mình á, thì đừng quên hãy like, share, nhất là đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nha. Cái này thì mình không ép được, mình chỉ nhắc sự trường hợp mọi người quên thôi đó. Trước hết thì mình sẽ nghĩ cho mọi người biết trap boy, trap girl nghĩa là như thế nào. Và mình sẽ nói trước luôn là có thể trong video này mình sẽ hơi thiếu tôn trọng cái đối tượng mà mình đề cập tới. Vì mình quan điểm á, mình quyết định ai là người mình sẽ tôn trọng. Và mình không cho phép bản thân mình tôn trọng cái thể loại đó. Nên thất lễ trước. Và trap boy, trap girl trong chuyện tình cảm á, nó sẽ khác với trap boy, trap girl trong anime. Trap trong tiếng Anh có nghĩa là bậy, trap boy, trap girl nghĩa là những cái nam thanh nữ tú chuyên lừa gạt tình cảm của người khác, làm người khác đau khổ. Dấu hiệu đầu tiên á để nhận biết trap boy, trap girl là họ rất là hay thả thính. Cái gì họ cũng thả được hết á, họ thả thính rất là chuyên nghiệp luôn. Vì một thứ mà con người ta thường làm á thì thường sẽ giỏi mà, phải không? Người thường thì cũng có thả đó, nhưng mà tần suất không có nhiều như họ. Ở họ là họ rải như cho một bầy thú trong thảo cầm viên ăn vậy đó, tần suất rất là dày đặc. Điển hình như là bạn hỏi họ là ăn gì chưa thì họ sẽ trả lời nguyên văn như vậy nào: chưa, chỉ muốn ăn cậu thôi. Rồi điển hình bạn hỏi là tôi có thể giúp gì được cho cậu không thì nguyên văn họ trả lời như vậy nào: không, chỉ cần cậu là đủ rồi. Rồi cái thứ ba là khi bạn hỏi họ có lạnh không thì họ sẽ trả lời như vậy nào: không, có cậu nhắn tin với tớ là tớ cảm thấy ấm rồi. Rồi cái thứ tư là ví dụ mà bạn hỏi họ là đi chơi có vui không thì họ sẽ trả lời là như kiểu là không, không vui tí nào cả vì nhớ cậu nên thôi, đi chơi không có vui. Và cái thứ năm á là thiếu điều mà họ nói là không có cậu ẻ cũng không có được nữa. Nói chung á là cái thể loại đó thả thính rất rất là nhiều với tần suất rất là dày đặc luôn. Càng thấy con mồi họ càng bó rối á là họ sẽ càng cảm thấy thú vị. Điều thứ hai á mà những cái thể loại trap boy, trap girl thường làm á là họ sẽ làm những cái hành động gây hiểu lầm nhưng mà đúng chủ ý là gieo trong lòng người bị hại những cái hy vọng. Nếu mà tình ấy sẽ phát hiện những gì mà trap boy, trap girl up lên mạng xã hội đều có một điểm chung á là những cái câu hát buồn nè, tâm trạng nè, những cái status thiệt là nội tâm nè. Không phải khi không mà cái thể loại đó làm như vậy đâu. Người ngoài cuộc á thì sẽ chỉ nghĩ á là ai cũng sẽ có những lúc tâm trạng thôi. Nhưng mà bạn đâu có biết ở một cái phương diện khác trên mạng xã hội á, những con mồi mà họ đang nhắm tới á đã bị tác động như thế nào khi mà nhìn thấy những cái bài poster như vậy chứ. Những cái câu nói đó không nói rõ đích thân gửi cho bạn nhưng lại luôn ám thị điều đó. Thường á thì mối quan hệ của hai người á thường là mối quan hệ mờ. Hai người có rất là ít bạn chung, cho dù có đi chăng nữa thì bạn của hai người cũng không biết gì về mối quan hệ của hai người cả. Phải khá khen cho cái thứ đó là họ nắm bắt tâm lý con mồi họ rất rất là tốt luôn. Và tuyệt nhiên á là những cái thể loại mà trap boy, trap girl chuyên chơi đùa tình cảm của người khác á là sẽ không đưa đại từ nhân dân tôi vào bất cứ thứ gì họ đã up đâu. Biết tại sao mà cái thứ đó làm như vậy không? Để một người hay đọc sách tâm lý, mình không nói mình chuyên về tâm lý nha, nhưng mình chỉ nói là mình hay đọc sách tâm lý, diễn giải cho mọi người biết. Cái việc mà không đưa đại từ nhân xưng tôi, mình, tớ vào những cái
câu nói đó thể hiện cái điều gì? Những cái đại từ nhân xưng á đôi khi cũng cho chúng ta biết rất là nhiều thông tin đó. Tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ, tôi thích bạn, tớ sẽ là người đi mua bánh tráng trộn cho mọi người. Đó thể hiện một cái hình thức mà bản thân đứng ra cam kết chịu trách nhiệm cho những gì mình đã tuyên bố. Và ngược lại, việc luôn thiếu đại từ nhân xưng trong một cái câu nói á, thể hiện là một hình thức muốn trốn tránh, chối bỏ trách nhiệm, không thỏa hiệp cho một mối quan hệ nghiêm túc. Mọi người hiểu ý mình không? Kiểu là họ sẽ bước một chân bên ngoài, một chân họ bước vào một cái vòng, đợi đến khi một trong hai bên có biến á, thì họ sẽ rút chân còn lại của mình vào phía bên kia. Và điều thứ ba á, là bạn lệ thuộc họ, chứ tuyệt nhiên á, là họ không lệ thuộc vào bạn. Trong chuyện tình cảm á, bạn vĩnh viễn sẽ là kẻ thua cuộc khi mà một, bạn chân thành, dốc hết nỗi lòng của bạn vào một cuộc tình. Cái thứ hai á, là trong cuộc tình đó, đối phương chưa bao giờ đưa cảm xúc của mình vào. Nếu mà chỉ đùa giỡn với bạn thôi á, thì cái thứ đó có thể hôm trước á, sẽ nhắn tin rất rất là mùi mẫn với bạn, nhưng mà hôm sau lại kiểu mà biệt vô âm tín ấy. Nếu mà thật sự thích bạn á, thì mối quan hệ của hai bạn là mối quan hệ song phương, nghĩa là họ cũng sẽ bị tác động bởi những cái cảm xúc của bạn, cũng sẽ để lúc bạn buồn, lúc bạn vui và coi trọng nó, chứ không phải là mối quan hệ đơn phương một chiều chỉ có bạn lệ thuộc vào họ. Và có thể á, cái thể loại chat boy, chat girl đó đang nhắn tin với rất là nhiều người cùng thời điểm, cái này thì bạn phải nhảy. Cá nhân mình á, thì mình không muốn đưa bất kỳ một cái tạp chất nào như là sự nghi ngờ vào một cuộc tình hết á. Nhưng mà nếu đã nghi ngờ thì mình sẽ làm rõ điều đó. Trong trường hợp á, thử xem họ có đang mập mờ với ai đó không á, thì nên tạo một cái nick ảo và tiếp cận họ thử xem. Điều thứ tư á, là chat boy, chat girl thường muốn nhận thật nhiều, nhưng mà tuyệt nhiên sẽ không cho đi đâu. Người ta thường nói á, khi mà yêu là lúc ta cho đi mà. Nhưng mà những cái kẻ làm biến diện tình yêu vì tính ích kỷ của bản thân á, thì không quan tâm tới điều đó. Họ chỉ muốn nhận thật nhiều từ đối phương, từ những cái vật chất bên ngoài cho đến sự quan tâm bên trong. Họ cho đó là điều tuyệt nhiên đối phương phải làm khi mà quen họ. Nhưng mà đồng thời họ cũng chưa bao giờ tự nhìn nhận là bản thân mình hết á. Điển hình như việc là người bạn mình đã từng bị trải qua. Vào dịp sinh nhật một chat boy mà bạn đó quen á, thì bạn đó làm rất là nhiều thứ cho họ. Bạn đó tự tay làm bánh nè, đứng trước cửa nhà họ nè, và đợi rất rất là lâu để mà đưa cái bánh đó cho họ. Nhưng mà khi mà tới tay họ rồi á, thì họ làm như điều đó là điều mà người bạn mình phải làm cho họ vậy đó. Rồi tới sinh nhật người bạn của mình á, thì họ ỏ o luôn, coi như không có chuyện gì xảy ra. Một lời chúc cũng không có, một món quà cũng không có. Và điều thứ năm, ngoài chỉ biết nhận ra thì chap boy, chap girl thường rất là thích đóng vai nạn nhân. Những người chỉ biết chơi đùa tình cảm của người khác á, thì thường rất là thích đóng vai nạn nhân. Chính vì việc á, là không đưa đại từ nhân xưng tôi vào bất cứ bài post nào á, là họ nghĩ á, là họ có thể chối bỏ trách nhiệm, lợi dụng điểm mù cho bút xa gà chết, thành ra gà không có chết, là không có bằng chứng cho dù bạn chụp màn hình, làm họ nghĩ á, là họ có thể chối bỏ tất cả trách nhiệm. Khi ván bài lật ngửa rồi, họ sẽ đổ hết mọi tội trạng lên đầu của bạn, là chỉ có một mình bạn ảo tưởng, chỉ có một mình bạn đa tình thôi, và tại sao bạn có thể cáo buộc họ về những gì mà họ không thực sự nói. Thành ra là những kẻ bị hại như chúng ta lại bị những kẻ hại mình hoán đổi tội trạng, thành ra những người ra tay sát hại họ, còn họ sẽ đóng vai nạn nhân không biết gì. Đây là một hành vi kinh điển của những chap boy, chap girl. Bản thân mình cũng vì vậy mà bị bảo hành lạnh một khoảng thời gian dài luôn. Mình luôn nghĩ về chuyện đó, luôn ám ảnh và coi đó là lỗi của mình. Bảo hành lạnh là một hình thức bảo hành về mặt cảm xúc, nơi đó sự im lặng một chiều của đối phương á, làm nạn nhân nghĩ á, là mình là nguyên nhân của mọi chuyện, từ đó gom hết mọi tội trạng vào người luôn. Thực sự á, thì mình không thể hiểu nổi cái thể loại chap boy, chap girl nghĩ gì trong đầu, vì mình không phải họ. Mình không đem tình cảm ra làm trò tiêu khiển, và chủ yếu á, là mình không muốn hiểu cho những cái hành động vô nhân tính đó. Một người mà chuyên đi đùa giỡn tình cảm của người khác á, là căn bản họ cũng đã không biết tự trân trọng cảm xúc của bản thân mình rồi. Mình thường nói trong chuyện tình cảm á, bạn vĩnh viễn sẽ là kẻ thua cuộc khi mà một, cảm xúc bạn đưa vào luôn là sự chân thành. Cái thứ hai á, là từ đầu chí cuối đối phương không đưa cảm xúc của mình vào, mà nay á, mình sẽ gọi tắt á, là từ đầu chí cuối bạn vĩnh viễn sẽ là kẻ thua cuộc khi mà bạn chấp nhận quen cái thể loại chap boy, chap girl. Và đó là năm dấu hiệu để bản thân mình nhận biết được chap boy, chap girl, cũng hy vọng là giúp mọi người có thể
nhận diện được chap boy, chap girl. Mong rằng các bạn sẽ thích video này của mình. Và nếu mà thích video này của mình thì hãy share những video này đến thật là nhiều người để mình có cơ hội tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. IG của mình là Kansuke, mình vẫn luôn cập nhật cuộc sống thường nhật của mình trên đó. Bạn cũng có thể comment trực tiếp phía bên dưới về cảm nghĩ của bạn sau khi xem hết video của mình, cũng như là chủ đề mà bạn muốn mình thực hiện. Mình sẽ note lại và mình rất rất là trân trọng. Cuối cùng, lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và xem hết video của mình nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.